Dàn sao Manchester United mừng FA Cup từ ngoài sân tới phòng tiệc. Thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag nhảy múa ca hát trên sân Wembley, trong phòng thay đồ, trên xe bus và tại nơi tổ chức tiệc mừng vô địch FA Cup tối ngày 25 tháng 5. Hai bàn thắng của Garnacho, trái, và Menono trong hiệp 1 giúp Manchester United thắng đối thủ cùng thành phố Man City 2-1 trong chung kết FA Cup trên sân Wembley tối qua. Các cầu thủ Manchester United lên khán đài nhận huy chương vô địch và nâng cúp. Đây là chiếc cúp FA thứ 13 trong lịch sử Quỷ Đỏ. Nhờ đăng quang FA Cup, đội bóng của huấn luyện viên Erik ten Hag giành quyền chơi ở Europa League mùa sau. Toàn đội tiếp tục xuống sân nâng cúp trong tiếng reo hò của fan và màn bắn sân ban tưng bừng. Manchester United cuối cùng cũng có một danh hiệu sau mùa giải thất vọng khi chỉ đứng thứ 8 tại Premier League. Dàn sao Manchester United tiếp tục ăn mừng trong phòng thay đồ. Jonny Evans, Tom Heaton, Scott McTominay và Rasmus Hojlund cùng chụp ảnh với cúp. Trung vệ Raphael Varane và đồng đội Diogo Dalot chia vui cùng nhau. Đây là mùa giải cuối cùng của Varane tại Manchester United. Hai người hùng tuổi tinh Garnacho và Menono trong phòng thay đồ. Menono giành giải cầu thủ hay nhất trận. Tờ Daily Mail cho biết toàn đội sau đó lên xe bus tới một địa điểm khác tiệc tùng. Các cô vợ, bạn gái của họ cũng tham gia cuộc vui. Bạn gái tiền vệ Scott McTominay đăng ảnh trong bữa tiệc. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.